Chào tất cả các bác nha. Hôm nay là ngày 31 tháng 3. Em lại lên tiếp tục em thanh lý hết cái lô đồng hồ tồn kho này các bác nhé. Các bác hợp em nào thì các bác nhanh tay liên hệ em bác nha. Toàn con rẻ bác ạ, giá rẻ sập sàn luôn. Đấy, con đầu tiên lên các bác một con 20 con Thụy Sĩ đi, đẳng cấp luôn đi. Một em chính hãng Thụy Sĩ Arel. Đẹp thì thôi rồi luôn. Đấy. Một con Aeronautic thôi nhé. Cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Thụy Sĩ bác nha. Đấy. Máy 5 tầng Thụy Sĩ, con này thì vô biên giới rồi, độ đẹp của nó là chấm hết luôn. 25 chân kính, được chưa ạ? Xô. Lên tay con này thì mút mùa luôn. Đấy, một con Aeronautics size 40 bác nhé. Đây, con này là xả trước 13 triệu này. Đấy, này xả bác này luôn. Mà con này là mã K10 size 40. Đấy, bác lấy con này em để bác cái giá là 8 triệu các bác nhé, 8 triệu luôn cho nhanh. Đấy, em xả em để em thanh lý lại hết các bác nha. Em thanh lý lại cho các bác hết hết cái số hàng tồn này luôn. Mã K10 size 40 giá 8 triệu. Nhưng cái giá em đã thanh lý được rồi, các bác lưu ý của em, các bác đừng có mà cả các bác nhé, bác đừng trả giá làm gì mất công các bác nhé, em sẽ không bán đâu. Đúng là các bác trả giá làm gì cho nó, bởi vì em đã bán đến cái giá mức này rồi mà các bác vẫn còn trả giá là thì em thua rồi bác nhé, chứ bởi vì nó không có một cái gì để mà phải phải trả giá được cả. Bán nó cái giá không thể nào là ngửi được luôn, nó quá rẻ. Tiếp tục em lên bác một con hồ của Anh Quốc, e xe của Anh Quốc này. Con này thì đẹp lắm các bác, đẹp mê man luôn. Đấy, kim nung xanh nhé, này thương hiệu quá đình đám này. Đấy, con này chống nước 50 mét đẹp không ạ? Đẹp thì vô biên giới này. Cơ auto tích động đó nha, một con hàng chính hãng của Anh Quốc luôn, e xe. Con này size của nó là size 41 thì 42 thì nào. Con này size 42 các bác nhé. 6 triệu à, con này mã K11. Size 42, con này đang bán 6 triệu, bác lấy con này em để cho bác cái giá là 4 triệu các bác nhá, 4 triệu thôi ạ. Các bác nghe không nhầm đâu các bác nha. Em chưa lớn các bác luôn đấy. 4 triệu thôi ạ. Em nhá. K11 size 42 giá 4 triệu thôi. Này này, khai ra bác một con này, một con máy thì chuẩn của Thụy Sĩ luôn bác nhé, bao bác là máy này là có máy chuẩn Thụy Sĩ luôn, một con Omega này các bác, con này chơi xứng tầm luôn các bác ạ. Này, bác nào mà tay nhỏ nhỏ tí đeo con này thì miễn bàn luôn. Đấy, đây là một con Omega các bác nhá, cơ automatic. Một con Omega cơ automatic tự động bác nhé. Em bao bác con này là hàng hàng chuẩn của Thụy Sĩ bác nhá. Máy của nó máy máy chuẩn Thụy Sĩ nhá. Đẹp không ạ? Chứ không phải là máy Nhật hay là máy 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 tàu đâu bác nhá, mà em bao bác là máy của Thụy Sĩ nhá. Được chưa? Đấy, một siêu phẩm Omega. Máy của nó này. Đấy, bác nào tay nhỏ nhỏ thì đeo con này thì chấm hết luôn bác, nhìn cái khóa này nhìn cho các bác mê luôn này.
Đấy, cái khóa đó bác nhá, khóa tụt ra tụt vào luôn. Đấy, có nhiều khóa đó này. Đấy. Đấy, khóa Omega là như vậy các bác nhá. Đấy, bóc lông cho bác sáng trưng luôn. Đấy, có nhìn chưa? Từ cái khóa nó các bác biết thấy cái độ 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 xịn sò của đồng hồ. Một siêu phẩm Omega. Đấy, máy các bác là máy ba bác máy của Thụy Sĩ nha. Đẹp thì miên man rồi. Kim nung xanh thôi. Thép này thép 316 bác nhé, các bác đeo trọn đời không bao giờ han gỉ hay là cái nào được bác nhé, càng đeo càng sáng. Này, con này thì em đang bán lúc đầu là hai mấy triệu ạ, bây giờ là hôm trước em đã xả mười mấy triệu rồi nhỉ, hôm trước nó xả con này xuống 12 triệu đúng không ạ? Con này thì theo dõi kênh em các bác biết rồi đúng không ạ? Con này thì trước là giá của nó size 39.5 mã K13 size 39.5. Đấy, bác lấy con này ngày hôm nay em để bác con này giá với giá sập sàn luôn. 8 triệu. 8 triệu có nghe không nhầm đâu bác nha, 8 triệu đấy ạ, một con Omega máy Thụy Sĩ nhá. Đấy, mã K13 size 39.5, giá 8 triệu. Đấy, bác nào mà xem kênh em nhiều có biết rồi, con này lúc lúc con này mới lúc mới về đúng không ạ? Em bán là hơn 20 triệu nhé. Đấy, bác nào xem kênh các bác nhớ chính xác này là hơn 20 triệu, xong em xuống dần 15, 16, 18, xong em xuống 11 hay 12 triệu gì đấy. Hôm nay em để cho các bác con này ra 8 triệu nhá, để em xả hết cái lô hàng tồn đi bác nhé, để em nhập hàng mới về bán bác nhé. Chấp nhận lỗ lỗ gọi là lỗ lỗ không còn gì để lỗ nữa đấy. Lên cái món này cho các bác này. Đây. Chơi thằng em này đi. Chưa tới à? Đây, chơi thằng bác một con này. Chơi chưa? Đẹp thì miễn bàn luôn. Đẹp, xuất sắc. Đây các bác ngắm một em cái. Ui chào ơi, một con Behring các bác ơi, cơ auto mà thích tự động. Một con hàng chính hãng của Behring luôn. Máy của nó thì chỉ có chấm và hết thôi. Mặt kính sapphire có nhá, chống nước 30 mét. Dây khóa của nó là nguyên zin hết có nhá. Này. Da của nó này. Này, độ đẹp của nó thì thôi rồi luôn. Mê man luôn ạ. Con này hôm trước em đã xả xuống 7 triệu 6 rồi đúng không ạ? 7 triệu 6 rồi. Này cái mã K14. Đấy, size 42. Bác lấy con này ngày hôm nay em để cho bác cái giá là 5 triệu thôi nhé. 5 triệu thôi ạ. Cho chơi con Behring này giá sập sàn 5 triệu. K14 size 42 giá 5 triệu. Đây, bác nào mà thích chơi hàng xịn nữa, đắt đỏ nữa thì lấy ngay con đồng hồ em đang đeo đây. Con này là ba mươi mấy triệu mà em xả bác con này luôn này. Đây ạ. À. Đủ để làm một bác mê mẩn chưa? Đấy, đây là mỗi em T-shirt 1853 các bác nhá. Con này là phiên bản đặc biệt luôn, nó có phiên bản là ui dồi ôi, Powermatic 80 đó nha, chống nước 80 tích cót 80 tiếng, đẹp không ạ? Ui sao. Trong thông số của đồng hồ này nó báo là tích cót 80 tiếng, nhưng thực tế là nó tích cót bao nhiêu tiếng thì cũng chưa ai thử bác nhé.
Đấy, như em đeo cứ ngày nay ngày mai cứ không bao giờ phải lấy lại giờ. Mình chưa ai thử là con này bao nhiêu tiếng hết ạ, chỉ là trong cái thông số con đồng hồ là tích có 80 tiếng. Này, mặt kính sapphire. Máy của bác là mã báo, các bác là may mà con hàng chính hãng T-Shirt bác nhá, chứ không phải là hàng hàng nọ hàng kia được các bác nhá. Đấy, chống nước 50 mét thế ạ. Có những từ cái dây đó các bác thấy nó đẳng cấp không? Vàng nó nhìn đẹp. Này, có những điểm nó vàng nó. Đừng hỏi tại sao con đồng hồ nó ba mấy triệu các bác, nó không phải là đơn giản. Đeo lên tay thì mê ly luôn. Một em T-shirt đình đám. Size 43. Đấy, bác lấy con này em để bác cái giá là 16 triệu đó nhé, 16 triệu. Chả phải ghi giá nữa. Đấy, bác nào thích con đồng hồ T-shirt của em, mã là mã em đang đeo bác nhé, 16 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một em này đi. Đấy, bác nào thích chơi con Omega hàng chính hãng không ạ? Nhưng mà size nhỏ bác, đây cho bác này, hai lần size nhỏ này, bản cổ bác nào chơi dòng bản cổ không ạ? Đây em có một con Bulova hàng chính hãng. Đấy, size nhỏ nhá, dòng có này dòng sưu tầm đấy bác ạ, hoặc là nam nữ đều đeo hết, nam nữ tay nhỏ đều đeo hết, nhưng chủ yếu là dòng sưu tầm thôi. Thì những cái bản này bây giờ nó không 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 nó quá lâu lâu đời rồi. Này, có nhìn chưa? Đấy, một con Bulova này. Kim chiếc mốc hết cả da. Đấy, vàng bọc vàng cực dày luôn. Một con Bulova bản cổ nhá. Chơi dòng cổ của bác lấy thôi. Size của em nó size 33.5. 33.5. Con này là mã K15. Size 33.5. Bác lấy con này em để bác cái giá là 6 triệu, vâng nhá, 6 triệu rồi. Vì cái đồng hồ cổ này em thực ra em chơi em chả biết chơi, chán lắm. Chơi nó cứ liên cót suốt ngày bác ạ, mệt lắm. Chủ yếu bác nào mà nhiều tuổi bác thích chơi dòng này, chứ còn em sợ luôn rồi. K15 size 33.5 giá 6 triệu vì nó là hàng sưu tầm thôi nhá, nó là bản cổ. Đấy, một con Bulova hàng chính hãng nha. Tiếp tục chơi lớn các bác con này đi. Em lên cho bác một con đồng hồ Post. Con này bác nào cũng lấy thì đúng là thật sự đáng tiếc này. Em nay em thanh lý con này nó giá nó rẻ. Này, các bác nhìn cho đồng hồ Post này chưa? Bảo hiểm hết này. Đẹp kinh niên luôn. Đây, một con đồng hồ Bốt bác nha. Một con hàng chính hãng của Bốt luôn. Máy máy Thụy Sĩ bác nha. Đấy, một siêu phẩm máy Thụy Sĩ bác nhìn đẹp không ạ? Trời ơi, con đồng hồ. Nó cứ gọi là mút mắt. Đẹp khủng khiếp luôn. Con này size của nó là size 38 thôi nhé. Con này hôm trước nó xả mười mấy triệu nhỉ, biết không? Mẹ em cứ xả bừa cho các bác luôn này. Mã K16. Size 38. Nay em xả bác con này với giá là 8 triệu thôi nhé. 8 triệu thôi ạ. Các bác nghe không nhầm được các bác nha.
toàn những cái hàng hàng cực phẩm thôi mà em chưa lấy các bác luôn. Mã K16 size 38 giá 8 triệu. Con này mắt thừa đều đầy đủ bác nha. Đây, lên luôn vào ngay một em Long Jin này luôn này. Một con Long Jin hàng chính hãng bác nha, một con Long Jin hàng chính hãng bản bản cổ bác nhá. Đấy, nó size nhỏ này. Con này nguyên bản luôn, em chưa động chạm gì bác nhá. Em chưa mặt mũi em chưa đã động chạm gì luôn. Đấy, chạy hai kim. Đấy, đây là em Long Jin bác nha, cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Long Jin luôn. Dây của nó này. Máy này. Đấy, một em đình đám Long Jin nữa các bác ạ. Đấy, bắt đầu thích chơi ngoài cổ, chơi những con hàng Long Jin hàng chính hãng này chơi cho nó sướng. Con này bản cổ size vip mềm vip. Size của em nó là size 3 34. Size 34.5. 34.5 bác nhé, này size 34.5, mã K17. Size 34.5. Đấy, hôm nay em chơi lớn bác luôn, mai em để cho các bác con này giá 7 triệu. 7 triệu các bác nhé. Một con Long Jin, này bác nào mà sưu tầm mình chơi những con này mình sưu tầm. Không có những con thứ hai được các bác nhé. Là hàng đẳng cấp rồi. K17 size 34.5 giá 7 triệu. Một con Long Jin hàng chính hãng bác nhá. Bản cổ đấy ạ. Cái máy không của nó bây giờ nó đã hơn tiền. Tiếp tục em lên cho các bác một con Hamilton. Một con Hamilton hàng chính hãng Thụy Sĩ. Đấy, một siêu phẩm Hamilton. Hamilton cơ auto automatic tự động, một con hàng chính hãng Thụy Sĩ nhé, đẹp chưa? Chống nước 50 m. Em 24 thì nó gọi là đẳng cấp rồi con nhé. Đeo lên tay như con này thì bất kỳ ai cũng biết là một con siêu phẩm Thụy Sĩ rồi. Một em 24 cơ automatic tự động. Đây, con này giá là 19 triệu này. Em xả 19 triệu đúng không? Này con này em xả lưới bác luôn. Mã K18 size 38. Đấy. Bác lấy con này hôm nay em để bác cái giá là 13 triệu. Thôi 12 triệu luôn các bác nhé, 12 triệu luôn. Đã cho nó banh nóc thì banh nóc luôn các bác ạ. Mã K18 size 38 giá 12 triệu. Đó, đấy là video ngày này em xin phép tạm dừng đây các bác nhé. Em xin chào các bác ạ.